Hôm nay chúng ta sẽ giới thiệu một cái hiệu ứng khá là đặc biệt ở trong Illustrator, đó là hiệu ứng 3D. Nó sẽ giúp chúng ta làm ra những cái đối tượng 3D ảo ở trong cái môi trường 2D là Illustrator. Thế thì để thực hiện cái này thì chúng ta bắt đầu, chúng ta cần phải có một cái đối tượng mẫu đã. Sau đó thì chúng ta sẽ tiến hành 3D hóa nó. Để thực hiện việc này thì chúng ta sẽ vào menu Effect, và trong menu Effect thì chúng ta sẽ chọn cái phần 3D. Illustrator cung cấp cho chúng ta hai cái phương pháp để mà làm các cái đối tượng trong không gian 3 chiều, đó là cái tùy chọn Extrude and Bevel, và một tùy chọn nữa là Revolve. Để bắt đầu thì chúng ta sẽ làm quen với cái tùy chọn Extrude and Bevel. Khi các bạn chọn đối tượng và sau đó ấn chọn tùy chọn này thì sẽ có một hộp thoại cùng tên mở ra. Để xem cái khối hình 3D ảo của chúng ta thì các bạn sẽ nhấn vào Preview. Lúc này cái đối tượng của chúng ta bắt đầu được tạo ra cái chiều thứ ba. Ngoài cái chiều XY là các chiều thông thường thì bây giờ nó bắt đầu được tạo thêm một chiều Z, và các bạn có thể là can thiệp vào cái độ dày mỏng của đối tượng bằng cách là các bạn tăng hay giảm các cái tham số ở cái phần Extrude Deep. Mặc định ở đây thì các bạn thấy là nó để cho chúng ta ở cái tham số là 50 point. Tuy nhiên cái cách thức mà để như thế này thì đôi khi các bạn hơi khó hình dung ra là cái chiều sâu nó làm vào là bao nhiêu, thì các bạn có quyền là gõ một cái tham số khác vào đây. Ví dụ các bạn để cho tôi vào đây là 200, và các bạn có quyền là đổi sang một cái đơn vị khác. Thế còn đến lúc mà nó làm cái việc tự convert sang thành cái đơn vị point như thế nào, đấy là việc của nó đó. Tức là các bạn hoàn toàn có thể làm chủ được cái độ sâu vào là bao nhiêu. Đấy. Cứ gõ số đo, gõ đơn vị, nó sẽ cho các bạn cái độ dày theo cái tham số mà các bạn đưa vào. Ngoài cái việc gọi là can thiệp vào chiều dày thì các bạn còn có một vài cái cách thức để tác động vào cái khối 3D này như sau. Một là các bạn có thể chuyển qua chuyển lại giữa hai cái tùy chọn ở cái phần cap này. Đấy. Nếu như các bạn để ở chế độ này thì các bạn sẽ có một cái khối 3 chiều kín. Thế còn nếu như các bạn click vào cái tùy chọn thứ hai thì các bạn cũng vẫn có cái khối 3 chiều nhưng mà nó là rỗng. Đấy. Thứ nữa là các bạn có thể là xoay để mà đặt nó vào trong một cái góc phối cảnh khác với lại cái khối phối cảnh mặc định này. Các bạn có hai cách, một là chọn một cái vị trí đã được xác định ở trong cái list này, trong cái list position này, thì các bạn có thể chọn các tùy chọn khác nhau. Ở đây nó liệt kê cho chúng ta các cái cách thiết lập, ví dụ như là front, back, left, right, top, bottom. Các trường hợp này thì vẫn là khối 3 chiều nhưng được quan sát thẳng mặt ở các cái chiều diện nó được liệt kê ra đây. Ví dụ tôi đặt front thì các bạn sẽ thấy là không có nhìn thấy các mặt hông nữa. Đấy. Chỉ còn nhìn thấy mặt chính thôi. Đấy. Ví dụ back thì nó sẽ xoay cái mặt đằng sau ra cho chúng ta. Đấy. Thì đây là nhìn 6 mặt và nhìn thẳng. Thế còn các cái tùy chọn khác, ví dụ như Assist Front này chẳng hạn, thì đây chính là cái mặc định lúc đầu tiên, cho chúng ta nhìn thấy một mặt là nhìn từ phía trước và gì đây, bên trái, và hơi là từ phía trên xuống. Đấy. Các tùy chọn khác thì cũng lần lượt nhìn từ phía sau, nhìn từ phía trái, đó, phải, top, bottom. Đấy. Và nó cũng có đánh dấu các cái mặt ở đây này. Các bạn nhìn cái mặt nào là mặt trước thì nó sẽ được đánh dấu khác biệt đi bằng cái màu xanh này. Đấy.
Hoặc các bạn cũng có thể là gia giảm các tham số ở các cái trục X, trục Y, trục Z. Các bạn đưa các tham số vào đây. Hoặc các bạn có thể là làm thao tác trực tiếp bằng cách là các bạn đưa chuột vào trong cái khối hình demo này. Các bạn bấm vào nó và các bạn xoay lật ở trong cái không gian 3 chiều ảo thì cái khối hình của chúng ta nó cũng sẽ được xoay trở theo cái góc mà chúng ta quay. Đây là cách để chúng ta can thiệp vào cái góc độ view của đối tượng. Ngoài cái khối hình chính thì các bạn còn có một cái tùy biến nữa, đó là tùy biến bevel. Bevel là một cái phần mà làm vát cái bề mặt lên. Đây các bạn quan sát. Nếu như ở cái trường này mà các bạn nhìn thấy cái trong danh sách hiển thị là 5 thì cái lệnh bevel không được áp dụng. Tuy nhiên, nếu các bạn sổ danh sách ra và chọn một trong các tùy chọn ở đây. Ví dụ tôi chọn Classics thì các bạn sẽ thấy rằng là cái bề mặt chính của chúng ta bắt đầu được làm dày, làm vát lên. Để quan sát rõ hơn, các bạn có thể là kéo cái tham số này cho nó cao lên thì chúng ta sẽ thấy rất rõ là cái bề mặt này nó được làm vát nổi lên như thế này. Và các bạn cũng có các cái tùy biến, ví dụ như là các bạn có thể để ở chế độ bevel extend out hoặc là gì đây, extend in, thì nó sẽ làm cho cái khối hình của chúng ta có thể là to ra hoặc là giống như là cái hình khối gốc đấy. Và có rất nhiều kiểu complex, complex 2, complex 3, complex 4. Đấy. Cực kỳ nhiều kiểu luôn. Thế đấy là cái cách làm vát cái bề mặt. Tất nhiên ở đây thì nó không làm vát các cái cạnh hông mà nó chỉ làm vát cái mặt trước và mặt sau của cái khối hình của chúng ta thôi. Còn không muốn nữa thì các bạn trả cho tôi về cái tham số làm năm. Cái tham số cuối cùng mà các bạn có thể can thiệp vào đó là cái tham số về mặt hiển thị. Hiển thị ở đây thì chúng ta có mấy chế độ như sau. Chế độ đầu tiên là wireframe. Wireframe thì nó cho chúng ta nhìn thấy cái khung giống như cái khung xương của cái hình này. Đấy. Không thấy bề mặt, không thấy màu, không thấy hiệu ứng ánh sáng vân vân, chỉ có cái khối hình ở trong không gian được vẽ ra bằng các nét xám như thế này thôi. No shading thì các bạn sẽ nhìn thấy có một cái khối nhưng lúc này thì nó được tô một màu đồng nhất giống như màu gốc của đối tượng, và do không có đưa vào thêm các cái hiệu ứng về mặt sáng tối thì các bạn chỉ nhìn thấy cái khối như thế này mà không phân biệt rõ ràng được các mặt. Thế còn trường hợp các bạn để ở chế độ default shading thì các bạn sẽ thấy là phân tách được ra các mặt với nhau, do lúc này là có một cái ánh sáng giả lập vào trong này và các bạn sẽ thấy rằng là có những mặt sáng mặt tối khác nhau. Tuy nhiên các mặt này thì nó không có độ hắt bóng ngược trở lại. Đấy. Thế còn nếu như các bạn để ở cái chế độ là plastic shading thì lúc này thì nó sẽ có một cái chất liệu bề mặt là mô phỏng cái chất plastic và do đó thì nó bóng hơn và nó sẽ có cái độ hắt trả lại một chút về mặt ánh sáng. Trong cái khối SQ thì cái này không rõ lắm, nhưng tí nữa các bạn làm quen thêm với cái kiểu gọi là khối 3 chiều theo kiểu revolve thì các bạn sẽ thấy là các mặt cong thì cái chất plastic shading thì nó sẽ hắt ánh sáng ra rất khác nhau ở những cái điểm trên bề mặt. Ngoài ra thì các bạn còn có thêm một cái tùy biến nữa để các bạn có thể làm dùng nó trong lúc trình diễn, đó là cái phần perspective. Ở perspective thì các bạn có thể là thay đổi các tham số này. Hiện tại chúng ta đang để ở tham số là 0 và nó không có tạo ra một cái góc phối cảnh nào cả,
Tuy nhiên nếu như các bạn bấm vào cái mũi tên này để sổ ra cái trượt và các bạn kéo nó, thì các bạn bắt đầu thấy là cái khối hình của chúng ta chịu ảnh hưởng của cái góc phối cảnh, và nó sẽ tạo ra một cái sự biến dạng. Có nghĩa là cái gì mà gần chúng ta thì to, còn những cái gì mà sâu hút vào phía trong thì nó sẽ chéo vào, nhỏ bớt đi. Đấy. Các bạn sẽ thấy có những cái góc phối cảnh rất khác nhau nếu như mà các bạn thay đổi cái này. Đấy không? Đấy, lúc này thì các bạn nhìn thấy là cái khối nó có chiều to, chiều nhỏ, rất rõ cái sự xa gần. Và cuối cùng thì chúng ta có một cái tùy chọn nó mang tính trang trí, đó là tùy biến Map Art. Cái Map Art này thì nó sẽ cho phép chúng ta là sử dụng một cái đối tượng được gọi là tức là đây, các bạn có thể là sử dụng một cái đối tượng gọi là symbol ở trong Illustrator, và chúng ta dùng nó như là một cái yếu tố trang trí. Chúng ta có thể ép nó vào bất kỳ một cái mặt nào mà các bạn muốn. Ví dụ ở đây chúng ta có một khối hình là khối hình 6 mặt, thì khi mà chúng ta bật cái hộp thoại Map Art này ra thì nó sẽ cho chúng ta thấy là hiện tại cái mặt nào là mặt đang được chọn trong cái khối có 6 mặt này, và cái symbol được áp dụng vào để làm cái trang trí là đang là cái symbol nào. Mặc định thì nó để ngay ban đầu là 5, chưa chọn cái gì cả, và nó nhường cái quyền tùy chọn cho chúng ta. Sổ danh sách ra, các bạn có thể chọn bất kỳ một cái mẫu symbol nào có trong thư viện symbol, và sau khi mà chúng ta chọn nó thì cái symbol này được ép vào trong cái bề mặt mà chúng ta đang chọn. Các cái bề mặt này chúng ta đang ở cái nào thì các bạn quan sát một chút, các bạn sẽ thấy là ở cái trường surface này thì nó liệt kê cái số lượng các mặt, và nó thông báo chúng ta đang ở cái mặt số bao nhiêu ở trong số tổng số các mặt đó. Ví dụ tôi đang ở mặt thứ nhất ở trong số 6 mặt, và quan sát ở trên cái khung hình này thì cái mặt nào đang được kích hoạt thì mặt đó được viền một cái viền màu đỏ sáng như thế này. Và các bạn có quyền co duỗi để các bạn điều chỉnh cái kích thước và tỷ lệ của cái symbol này, làm sao cho nó phù hợp với lại cái diện tích hoặc là hình hài của cái bề mặt. Các bạn cũng có thêm một cái tùy chọn nữa là tùy chọn scale to fit. Trong trường hợp như thế này thì Illustrator sẽ tự động tính toán để mà căng cái symbol nó ra, làm sao cho diện tích của symbol nó vừa với cái diện tích bề mặt mà chúng ta đang chọn. Và sau khi mà các bạn chọn được rồi thì các bạn có thể nhấp OK. Quan sát thì các bạn sẽ thấy rằng là cái hình mà chúng ta chọn đã được ép vào cái bề mặt mà các bạn muốn. Nhấp OK để xác nhận cái thao tác mà làm 3D. Đấy, bao gồm là góc biến dạng, góc phối cảnh, độ sâu của hình, rồi thì các cái yếu tố trang trí được ghép thêm vào. Các bạn muốn làm mà cái hình thì các bạn làm xong rồi, nhưng nếu muốn chỉnh thì sao? Muốn chỉnh thì các bạn để ý giúp tôi một chút, đó là khi mà chúng ta chọn một cái đối tượng đấy thì chúng ta sẽ không làm cái việc là vào effect và 3D và lại gán cho nó thêm một lần nữa. Cách làm như thế này rất dễ làm cho chương trình bị treo. Đúng thì chúng ta sẽ phải làm như thế này. Các bạn chọn đối tượng, sau đó các bạn mở cái cửa sổ, mở cái panel appearance ra. Panel appearance này tôi đã giới thiệu với các bạn ở trong phần trước rồi, nghĩa là nó sẽ liệt kê toàn bộ các thuộc tính hoặc các hiệu ứng đính kèm theo của cái đối tượng đang được chọn. Và ở trong này muốn điều chỉnh nó thì các bạn sẽ nhấn lại một lần vào trong cái lệnh SQL embedder này thì cái hộp thoại lại được mở ra. Đấy,
Các bạn có thể ấn preview để quan sát và sau đó thì các bạn có thể là xoay trở lại cho nó về một cái góc mà các bạn cảm thấy hài lòng. Cũng như là các bạn thay đổi các tham số về chiều sâu hoặc là các cái góc độ phối cảnh, vân vân. Tất cả những cái này chúng ta có thể điều chỉnh lại được. Hoặc kể cả trong trường hợp mà các bạn không thích thì các bạn có thể là thay đổi cái này, đúng không? Ví dụ các bạn clear, xóa nó đi và các bạn chọn một cái map art khác, các bạn gán nó vào. Ví dụ như vậy. Nếu mà muốn gán sang một mặt khác thì cũng tương tự, các bạn sẽ chọn gì đây? Trong phần surface này các bạn ấn để chuyển sang mặt thứ hai, mặt thứ ba, mặt thứ tư, vân vân. Nó là mặt nào thì các bạn cứ quan sát cái hình màu, cái viền màu đỏ sáng như thế này để biết được là chúng ta đang chọn cái nào. Và sau khi mà các bạn chỉnh sửa xong thì nhấp OK, xác nhận lại cái điều chỉnh vừa rồi của chúng ta. Thì cái làm 3D này thì nó khá là đơn giản, thế thế thôi. Các bạn có thể làm khối dày, khối mỏng, khối to, khối nhỏ tùy ý của mình. Với cái cách như thế này thì nó sẽ giúp chúng ta làm cái gì? Tất nhiên là làm các khối hình 3D, nhưng mà nếu mà ứng dụng một cách thực tế thì tôi sẽ lấy ví dụ như sau. Đó là chẳng hạn như là chúng ta làm một cái, chúng ta làm một cái thiết kế một cái hộp đựng của một cái sản phẩm gì đó. Đấy, thì cách làm thông thường thì thiết kế thường chúng ta sẽ phải duỗi nó ra. Tất cả các mặt đều phải duỗi ra trên một mặt phẳng để mà chúng ta thiết kế ở trên đó. Tuy nhiên, cái cách đó thì là phù hợp với lại cái cách thiết kế chi tiết. Nhưng mà để thuyết phục khách hàng, để cho khách hàng xem rằng là sau khi mà chúng ta làm xong thì trông bản chất thực sự nó như thế nào, thì chúng ta bao giờ cũng phải làm một cái thao tác là chúng ta ghép nó lên, trông nó giống như một cái hộp thật ở trong không gian 3 chiều. Và thường thường là cái cách làm của chúng ta sẽ là mượn cái không gian này để chúng ta dựng một cái hộp ảo lên. Trong đó muốn ghép các cái họa tiết hoặc muốn ghép các cái hình hài gì vào thì chúng ta sẽ dùng cái chức năng map art chúng ta làm. Đương nhiên trước đó thì cái bản thiết kế trên mặt phẳng hai chiều của chúng ta, chúng ta phải chọn từng mặt một, và sau đó thì chúng ta biến đổi nó thành một cái symbol. Rồi sau đó thì chúng ta sẽ dùng các symbol đó, dùng các tiện ích map art để chúng ta ép nó vào đúng cái mặt khối mà chúng ta mong muốn. Thì đấy là cái thủ thuật mà chúng ta hay dùng để mà làm cái việc mô phỏng một cái sản phẩm nào đó giống như là trong thực tế, mặc dù nó chưa có, đúng không? Đấy, chúng ta mới chỉ thiết kế trên máy thôi, nhưng mà chúng ta cũng có khả năng là đưa ra cho khách hàng xem. Đấy, nếu in ra, nếu làm ra thì cái hộp của anh trông nó sẽ như thế này. Thì đấy là một cái phương pháp tốt để cho khách hàng hình dung một cách cặn kẽ nhất về cái bản thiết kế của mình. Chứ còn chúng ta là người trong nghề, chúng ta có thể là hình dung trong đầu trước. Trong quá trình thiết kế là chúng ta có thể hình dung ra cái hộp đó nó sẽ như thế nào rồi. Nhưng mà khách hàng thì nhiều khi họ không thể hình dung giống như chúng ta là người làm nghề được. Đấy, họ luôn luôn đòi hỏi cái gì trông giống thực tế nhất. Thì đây là một phương pháp rất hay được dân thiết kế dùng để mà minh họa trước cho khách hàng. Tôi lấy ví dụ như thế này. Bình thường khi mà chúng ta thiết kế một cái sản phẩm nào đó thì thường thường là chúng ta sẽ phải thiết kế theo cái dạng như thế này. Phanh cái hộp ra theo một cái mặt phẳng như thế này. Đấy. Một mặt, hai mặt, ba mặt, bốn mặt. Thế còn ở trên này thì làm riêng cái phần nắp, ví dụ như thế. Đây là nắp hộp kiểu đậy nắp. Đấy. Thế thì trong các trường hợp như thế này thì chúng ta sẽ phải giải quyết thêm một cái vấn đề là gì đây? Sau khi mà thiết kế như thế này thì nhìn cũng một phần rồi, tức là chúng ta cũng có thể tưởng tượng ra một phần rồi, nhưng nếu mà chúng ta muốn thì chúng ta còn phải làm thêm một cái thao tác nữa là ghép cái hình vào trong cái không gian 3 chiều như thế nào đó để cho người ta có thể hình dung được ra là cái hộp của chúng ta trông nó sẽ như thế nào. Thế thì để làm như thế này chúng ta cần một cái thao tác như sau. Đó là các bạn có thể chọn, ví dụ như thế này, tôi chọn lấy một cái mặt, đúng không? Sau đó thì cái thao tác mà chúng ta làm thì chúng ta sẽ xử lý như sau. Mặc dù symbol thì chúng ta chưa nói, đúng không? Nhưng tôi cứ hướng dẫn là cái cách thức là xử lý.
Chúng ta chọn một đối tượng, sau đó thì chúng ta sẽ biến cái đối tượng hoặc nhóm đối tượng của chúng ta trở thành một symbol bằng cách là chọn nó. Sau đó là các bạn sẽ nhấn vào cái biểu tượng New Symbol hay là cái biểu tượng trang giấy trắng ở đáy của cái panel symbol. Sau đó thì các bạn có thể đặt tên cho cái này của chúng ta là một cái gì đó, đúng không? Ví dụ tôi đặt tên là mặt 1, đúng không? Đấy. Chọn chế độ graphic. Ok. Các bạn sẽ thấy bắt đầu cái symbol chúng ta xuất hiện đây. Đến cái thứ hai thì chúng ta sẽ lại làm sao đây? Chúng ta sẽ chọn cái thứ hai. Đó. Và chúng ta lại làm tiếp. Đúng không? Bây giờ tôi đặt tên là mặt 2. Sau khi tôi có cái này rồi thì tôi có thể là xử lý như sau. Đó là chúng ta sẽ lấy một cái khối hình như thế này. Đây, ví dụ chúng ta sẽ lấy thử một cái mặt nhé, chẳng hạn như sau, để ghép lên. Tôi và các bạn sẽ làm như sau, nhấn an này, lấy một cái mặt không ra. Đó. Từ cái mặt không này thì tôi sẽ tính toán thêm một tí. Cái này là rộng 80. Ok, vậy thì chúng ta sẽ làm như sau. Effect này, 3D này, extrude and bevel này. Bây giờ các bạn cho tôi cái tham số làm vào đây là 80mm. Chúng ta sẽ có cái khối hình như thế này. Sau đó thì áp dụng tiếp cái lệnh là gì đây nhỉ? Effect. Đây, chúng ta sẽ vào cái phần Extrude and Bevel. Vào map add này. Đấy. Chúng ta sẽ cho nó một đây, ví dụ một mặt đó, chúng ta sẽ cho nó cái mặt này là vào đây, ví dụ là mặt 1 chẳng hạn. Thế nhưng các bạn cũng để ý, cái mặt này sẽ là cái mặt mà nó gán vào rất dễ, nhưng cái mặt này thường là bị xoay. Đấy. Thường là bị xoay, do đó thì các bạn phải làm một cái thao tác cho tôi là các bạn xoay trở nó lại một tí. Đưa nó vào đúng cái diện tích mà chúng ta cần. Thì đến đây tôi có một cái đó, cứ tạm cho là cái này là ổn đi. Nhớ là những cái mặt mà bị xoay thì các bạn không được phép sử dụng cái lệnh scale to fit nhé, chỉ được xoay thủ công thôi. Ok, xong một mặt. Bây giờ tôi làm tiếp tới cái mặt thứ hai. Ví dụ mặt này thì chúng ta sẽ chọn nó là cái mặt thứ hai. Ví dụ như này. Đến đây, tôi bắt đầu có một cái hình khối mà dựng lên trông nó ra được cái bề mặt này rồi. Thế còn nếu như mà các bạn mà làm cái mặt mà có nắp hộp nữa thì chúng ta sẽ lại phải tính thêm một chút về cái khối hình. Đấy. Sẽ phải có một cái phần nữa để các bạn tính cái nắp. Đấy. Tức là lại một cái khối nó cao bằng cái thành này, đúng không? Trong đó các bạn lại làm là một cái hình này là một symbol này. Một mặt này nữa là một symbol này, cái mặt này nữa là symbol để áp lên cái đỉnh này nữa này. Thì
thì lúc ấy chúng ta mới có được đầy đủ cái hộp đấy. Thì nếu như các bạn muốn trốn, các bạn cũng có thể tạm trốn, thì trong trường hợp này thì hơi khó trốn đúng không, vẫn còn nắp, thế thì vẫn phải làm. Đây bây giờ chúng ta sẽ làm thêm này, ví dụ cái này chúng ta sẽ làm thêm một cái symbol nữa, 51. Đó. Tiếp nữa. Nắp 2. Và cuối cùng thì chúng ta sẽ lấy cái này. Nắp 3. Đấy. Sau đó thì chúng ta sẽ tính toán ở cái góc độ như thế này. Lấy một cái bản mẫu, ví dụ là cái này, lôi ra. Bây giờ chúng ta sẽ cần phải tính là nó làm sâu vào tiếp như thế nào. Thì chúng ta vào Effect 3D Extrude. Lần này lại lặp lại. Nắp thì kích thước nó cũng tương tự như vậy. Thì chúng ta sẽ có là 80mm. Đó ạ. Đấy. Sau đó thì lại tiếp tục là Map Add. Thì chúng ta sẽ có cái symbol ở đây. Ví dụ cái này là nắp 1. Không phải. Đây. Trường hợp này chúng ta cũng lại sẽ phải quay. Gắn nó vào đúng vị trí. Ví dụ. Sau đó thì chúng ta lại làm tiếp sang cái mặt thứ hai. Ví dụ mặt này. Tiếp tục. Mặt trên đỉnh. Cái này thì chắc chắn là nắp 3. Ví dụ thế. Không, màn này đúng rồi, màn này đúng rồi. Đấy, ví dụ sau đó ok. Thế thì bây giờ các bạn chỉ việc là gì đây, chọn kéo để vào đúng vị trí. Đây là kết quả sau khi mà chúng ta làm từ cái bề mặt mà đã được duỗi ra ở cái góc độ gọi là hai chiều, và sử dụng cái kỹ năng là làm khối 3 chiều, sử dụng kỹ năng là tạo ra symbol từ cái bản thiết kế của mình, và lúc này thì các bạn ghép nó lên trở thành một cái sản phẩm đúng như là cái góc độ 3 chiều nếu như mà cái hộp này được làm ra thật. Thế thì cái việc mà chúng ta thuyết phục khách hàng nó sẽ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều khi mà chúng ta cho họ xem được cái sản phẩm này đến lúc mà làm lên trông nó sẽ như thế nào. Đấy, thì với cái cách như thế này thì các bạn chắc chắn rằng là sẽ thuyết phục khách hàng rất dễ. Ở đấy, hàng của anh nếu mà làm lên trông nó thế này đây này, thì họ hoàn toàn họ có thể hài lòng được với lại cái sản phẩm nếu như mà họ tưởng tượng được xác thực nhất. Thì đây chính là cái hiệu ứng 3D Extrude Endeavor mà các bạn có thể áp dụng trong cái quá trình mà làm việc thực tế của mình.